Dù đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng những phần phim về tên bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter vẫn luôn nằm trong top phim kinh dị đáng xem nhất. Nó ngột ngạt, khó chịu, nhưng cũng đầy tính giải trí. Một bác sĩ tâm thần có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can người đối diện, một chuyên gia ẩm thực thu thập đủ các bộ phận trên cơ thể nạn nhân để nấu ăn, và một tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng FBI phải hết lần này đến lần khác đến nhờ ông giúp đỡ. Hannibal Lecter thông minh, tài hoa và lịch lãm. Ông khác xa với vẻ điên loạn của những tên cuồng sát, nhưng sự tàn bạo thì chẳng kém cạnh. Hôm nay, hãy cùng phê phim nhìn lại hành trình của bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter để hiểu vì sao ông được xem là một trong những phản diện được yêu thích nhất màn ảnh nhé. Hannibal Lecter có một tuổi thơ khá êm ấm. Cậu sống trong một gia đình 4 người, giàu có và hạnh phúc tại Litva. Cha mẹ của Hannibal là những quý tộc, họ rất tử tế và quan tâm đến việc chăm sóc con cái. Dưới cậu là người em gái Misha Lecter mà cậu rất thương yêu. Nhân vật này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách độc ác và phức tạp của Hannibal về sau. Năm 1944, vào giai đoạn cuối của cuộc Thế chiến thứ hai, cuộc sống của Hannibal bị đảo lộn hoàn toàn khi quân đội Đức xâm chiếm Litva. Cậu cùng gia đình phải rời bỏ tòa lâu đài của mình để lánh nạn tại một căn nhà trong rừng sâu. Cha mẹ của Hannibal sau đó đã bị bắn chết khi nơi họ ở vô tình trở thành khu vực giao tranh giữa quân Đức và Liên Xô. Kể từ lúc này, cậu bé Hannibal phải một mình chăm sóc em gái. Mùa đông tới và lương thực bắt đầu cạn kiệt dần. Một đám tàn quân đã tấn công vào căn nhà nơi anh em Hannibal trú ngụ. Chúng cướp hết số trang sức còn sót lại, kể cả chiếc vòng tay của Misha. Chúng cũng lùng sục khắp nơi để tìm kiếm thức ăn và biến căn nhà thành nơi ẩn náu. Đói khát lâu ngày, thú tính của lũ tàn quân trỗi dậy, chúng ăn sống cả động vật và ném những ánh nhìn thèm thuồng về phía anh em Hannibal. Để rồi lũ người ấy đã xuống tay với Misha vì cho rằng cô bé mắc bệnh lao phổi nên đằng nào cũng chẳng thể sống được lâu. Sự kiện này đã gây nên những chấn thương tâm lý nặng nề cho Hannibal và cũng là khởi nguồn tạo nên con quái vật ăn thịt người nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử điện ảnh. Không lâu sau, Hồng quân Liên Xô tấn công vào căn nhà và giải cứu thành công Hannibal. 8 năm trôi qua, lâu đài của gia đình Hannibal đã bị trưng dụng làm trại mồ côi nhân dân và cậu cũng được đưa đến sống ở đây. Hannibal không thể nhớ rõ chi tiết những gì đã xảy ra với mình và em gái trong quá khứ, nhưng những chấn thương tâm lý đã biến đổi cậu hoàn toàn. Ban ngày, Hannibal không nói câu nào, nhưng tối đến, giấc mơ cậu chứa đầy những tiếng la hét hoảng sợ và cả những bản nhạc mà Misha yêu thích. Hannibal cũng bắt đầu thể hiện sự tàn bạo khi đáp trả những tên bắt nạt mình ở trại mồ côi. Hành động ấy đã khiến cậu bị tống vào ngục. Nhưng đây là nhà của Hannibal, cậu dễ thoát khỏi đó và tìm được những bức thư gia đình mình để lại khi xưa. Qua thư, Hannibal biết mình còn có họ hàng ở Pháp và bản thân có thể tới đó để bắt đầu một cuộc đời mới. Bằng trí thông minh vượt trội, cậu dễ dàng đào thoát khỏi trại trẻ mồ côi và thành công vượt qua biên giới Litva. Hannibal rong ruổi qua Ba Lan, Đông Đức, Tây Đức và cuối cùng đã đến được Pháp. Tới nơi, cậu được Murasaki, một người phụ nữ Nhật đón tiếp. Cô là vợ một người bác của Hannibal. Vì bác của Hannibal đã mất nên căn nhà này chỉ còn lại hai dì cháu. Trong thời gian ở Pháp, Hannibal có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật và kiếm pháp phương Đông. Cậu cũng được dì Murasaki giới thiệu về văn hóa lấy đầu kẻ thù làm chiến lợi phẩm của các samurai Nhật Bản. Trong một lần đi chợ, dì Murasaki bị một tên bán thịt xúc phạm. Hannibal đã ngay lập tức thực hành nghi thức này bằng cách cắt đi cái đầu của hắn và đem về nhà. Đây là lần đầu tiên Hannibal thực hiện hành vi giết người. Cậu không hề có cảm giác nao núng, mà trái lại còn tỏ ra vô cùng thích thú. Với tài năng thiên bẩm, Hannibal chẳng mấy đã trở thành người trẻ nhất được nhận vào trường y với học bổng vừa học vừa làm. Ngoài thời gian học, cậu phải làm thêm công việc chuẩn bị xác chết cho lớp giải phẫu. Khi đến dọn xác tại nhà tù, Hannibal phát hiện ra một loại thuốc mà các thám tử dùng để thẩm vấn phạm nhân. Nó có thể giúp người ta nhớ lại những ký ức đã mất. Cậu nhanh chóng đánh cắp loại thuốc đó và dùng lên bản thân, với mong muốn tìm lại những ký ức về em gái. Nhờ có thuốc, Hannibal đã nhớ ra chuyện Misha bị một đám tội phạm chiến tranh ăn thịt và cũng biết được tên của chúng. Cậu liền trở về căn nhà trong rừng khi xưa để tìm thêm thông tin. Trên hành trình đến Litva, Hannibal bị một trong những tên ăn thịt em gái mình ngày trước nhận ra. Kẻ này đã theo dõi Hannibal nhằm đánh cắp những tài sản còn lại của gia đình cậu. Trong đống đổ nát của căn nhà cũ, ngoài việc tìm thấy một số trang sức mẹ mình để lại, Hannibal còn thu được bảng tên của lũ tội phạm khi xưa. Cậu cũng nhanh chóng phát hiện ra kẻ bám đuôi và áp chế được hắn. Bằng các biện pháp tra tấn, Hannibal đã bắt hắn khai ra thông tin của những tên còn lại. Sau đó, cậu trả thù tên này bằng cách lấy đi cái đầu của hắn, cắt phần má ra rồi nướng lên để làm bữa sáng cho mình. Qua những thông tin có được, Hannibal cùng dì Murasaki đã tìm được Konas, tên phụ trách nấu nướng cho lũ tội phạm ngày xưa. Cậu dễ dàng nhận ra hắn bởi con gái Konas đang đeo chiếc vòng tay của Misha. Hannibal sau đó đã bỏ thẻ tên của Konas vào túi cô bé như một lời cảnh báo. Dì Murasaki hết sức khuyên ngăn cậu. Cô cho rằng Konas đã có gia đình và nên được cho một con đường sống. Cô cũng mong Hannibal có thể bỏ hết hận thù để sống một cuộc đời bình thường. Nhưng với Hannibal, nợ máu phải trả bằng máu. Cậu quyết tâm phải xẻo thịt từng kẻ đã ăn thịt em gái mình khi xưa. Sau khi biết chuyện, Konas lập tức cho triệu tập nhóm tội phạm ngày xưa.
Grutas là tên trưởng nhóm, đồng thời cũng là người đưa ra quyết định ăn thịt Misha. Hắn tỏ ra không mấy lo lắng vì yêu cầu Milko tới Paris để giải quyết Hannibal. Nghe lệnh, Milko đến nhà xác nơi Hannibal làm việc để thủ tiêu cậu. Nhưng Hannibal đã kịp thời phát hiện, phản công và bắt giữ được hắn. Sau một hồi tra tấn, Hannibal lấy được thông tin chỗ ở của Grutas. Cậu liền dìm chết và lấy đi cái đầu của Milko. Lúc này, những thanh tra Pháp đang theo dõi quyết liệt hành tung của Hannibal. Họ biết chắc cậu là người gây ra những vụ án trên nhưng không tìm thấy bằng chứng. Họ bảo nhau rằng trái tim cậu bé Hannibal đã chết cùng Misha trong cơn mưa tuyết năm xưa, và phần còn lại chỉ là một tên quái vật. Lấy được từ Milko rồi, Hannibal liền lên kế hoạch tấn công vào nhà Grutas, nhưng bất thành. May mắn là cậu vẫn giữ được mạng sống. Grutas phản công lại bằng cách bắt cóc dì Murasaki. Hắn yêu cầu Hannibal phải ra mặt để đổi lấy mạng sống cho dì. Hannibal sau đó đã tìm tới Konas để tra hỏi tung tích của Grutas. Cậu đe dọa sẽ lấy mạng con gái hắn nếu như hắn không hợp tác. Sau khi Konas khai ra nơi tên trùm giam giữ dì Murasaki, Hannibal kết liễu cuộc đời hắn bằng một nhát kiếm đâm xuyên cổ họng. Tiếp đó, cậu đột nhập vào con tàu của Grutas, trấn áp được hắn và giải cứu thành công dì Murasaki. Trước khi bị xẻo thịt, Grutas đã khai rằng chính cậu ngày xưa cũng được cho ăn một phần thịt của Misha. Điều này không chỉ không làm dịu cơn giận dữ của Hannibal mà còn khiến cậu phát điên lên. Thấy Hannibal ngày càng trở nên mất kiểm soát, dì Murasaki đã cố gắng dùng tình yêu để cảm hóa cậu. Nhưng bên trong Hannibal giờ đây chỉ còn lại cơn khát máu. Cậu thừa nhận bản thân đã yêu dì, nhưng kể cả như vậy, cậu cũng phải khiến những kẻ ác năm xưa phải trả giá. Hannibal ép Grutas khai ra nơi ở của tên cuối cùng trong nhóm, rồi lóc từng thớ thịt của gã tội phạm năm xưa để gặm nhấm. Không lâu sau, cậu lên đường đến Canada để hoàn thành công cuộc báo thù của mình. Rất nhiều năm trôi qua, Hannibal đã bước vào tuổi trung niên và nắm giữ thế vị cao trong xã hội. Ông ta vừa là một bác sĩ tâm thần nổi tiếng, vừa am hiểu nhiều bộ môn nghệ thuật như âm nhạc hay ẩm thực. Chúng ta còn biết thêm rằng Hannibal hiện đang là cố vấn cho Will Graham, một nhà tâm lý học tội phạm và cũng là đặc vụ của FBI. Họ đang cùng nhau điều tra một vụ án giết người hàng loạt gần đây, khi mà nạn nhân đều mất đi một phần cơ thể lúc được tìm thấy. Nửa đêm, Will đến nhà Hannibal và cho ông ta biết rằng dường như họ đã điều tra sai hướng. Mục đích thật sự của tên sát nhân khi lấy những bộ phận trên cơ thể nạn nhân là để nấu nướng. Và Will cảm thấy khó hiểu khi một người giỏi về y khoa như Hannibal lại không nhận ra điều này. Vô tình tìm được một cuốn sách dạy nấu ăn trên giá sách của Hannibal, anh lật ra và thấy rằng Hannibal đang đọc dở đến chương hướng dẫn chế biến lá lách. Đối chiếu với nạn nhân gần nhất, người cũng đã bị lấy đi phần lá lách của mình, Will lập tức đoán được chính Hannibal mới là hung thủ thật sự. Và rồi Hannibal bị bắt và kết án chung thân do hành vi giết người hàng loạt. Nhiều năm sau, FBI một lần nữa đối mặt với vụ án giết người hàng loạt khó nhằn khác. Hai gia đình đã bị sát hại ngay tại nhà vào hai đêm trăng rằm liên tiếp. Will Graham giờ đã nghỉ hưu vì những sang chấn sau vụ án của Hannibal. FBI lên đến để cầu cứu anh, mong anh có thể giúp đỡ họ mở hướng điều tra. Will muốn từ chối, nhưng sau khi thấy được bức hình của gia đình Jacoby và gia đình Leeds, những người xấu số bị sát hại trong vụ án, anh đã nhận lời. Vừa nhận nhiệm vụ, Will lập tức tới Atlanta khám nghiệm căn nhà của gia đình Leeds. Anh phát hiện tên hung thủ đã giết trước các thành viên khác trong gia đình, ngoại trừ người vợ. Tiếp theo, hắn đập nát những tấm gương, lấy các mảnh kính vỡ gắn vào mắt những cái xác. Hắn muốn những cái xác trông như những người sống. Họ sẽ là khán giả, quan sát, cổ vũ hắn hành hạ người vợ đến chết. Trong cuộc họp sau đó, Will báo cáo với FBI rằng đây không phải là một vụ giết người điên cuồng. Tên hung thủ có kế hoạch rõ ràng và những người phụ nữ trong gia đình là đối tượng mà hắn nhắm tới. Qua những vết cắn của tên hung thủ trên người bà Leeds, họ gọi hắn là Tooth Fairy. Will cho rằng hắn sẽ tiếp tục giết người và việc tìm được sự liên quan giữa những người phụ nữ mà hắn nhắm tới sẽ là chìa khóa để cứu được những người khác. Nghĩ mãi mà không tìm được hướng điều tra, Will chỉ còn cách đi nhờ sự giúp đỡ của Hannibal Lecter. Dù đã gây ra rất nhiều tội ác, nhưng tài năng của Hannibal là điều không thể phủ nhận. Trước đây, ông ta đã nhiều lần giúp đỡ Will khi những vụ án của anh rơi vào ngõ cụt. Hannibal đang bị giam tại nhà tù dành cho các tội phạm tâm thần. Dù rất hận Will, nhưng Hannibal vẫn đồng ý giúp anh, bởi ông ta có một âm mưu đằng sau. Hannibal gợi ý cho Will rằng Tooth Fairy giết người vào đêm trăng rằm vì hắn có mối liên hệ mật thiết với mặt trăng. Vậy nên, hắn cần một cái sân đủ rộng để ngắm nhìn nó. Ông ta khuyên Will hướng việc điều tra đến khu sân vườn của nạn nhân và đề cập thêm rằng Tooth Fairy sẽ nhắm đến những gia đình đông người. Will sau đó di chuyển đến nhà Jacoby, gia đình thứ hai bị giết trong vụ án để tiếp tục điều tra. Anh tập trung tìm kiếm xung quanh khu vườn và phát hiện dấu tích mà Tooth Fairy cố tình để lại. Một ký hiệu có ý nghĩa là Red Dragon. Will lập tức đến nhờ Hannibal lý giải ký hiệu mình vừa tìm thấy. Anh cũng thắc mắc về việc tại sao Tooth Fairy lại mang theo những vật dụng có vẻ không hữu ích khi gây án. Hannibal chỉ cho Will biết rằng sự việc tại nhà Jacoby chỉ là lần đầu tiên hắn giết người. Sự vụng về là điều không thể tránh khỏi. Tooth Fairy đã làm tốt hơn rất nhiều tại nhà Leeds. Hắn đang tiến hóa để hoàn thiện hơn, và rồi Will sẽ phải rất đau đầu vì hắn.
Hannibal hiểu ý nghĩa của biểu tượng Red Dragon nhưng không nói cho Will. Ông ta chỉ chăm chăm hỏi địa chỉ nhà và số điện thoại của anh. Và rồi, bằng những mánh khóe của mình, Hannibal cuối cùng cũng có được những thông tin đó. Không được Hannibal giúp đỡ, Will trở về thư viện tự tìm hiểu. Anh phát hiện ký hiệu Red Dragon là một yếu tố trong bức tranh The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun của danh họa William Blake. Bức tranh này được lấy cảm hứng từ một câu chuyện trong Kinh Thánh, nơi con rồng đỏ phải giết người phụ nữ sinh ra các tín đồ của Chúa để có thể tiến hóa. Tooth Fairy nghĩ hắn là Red Dragon, và đó là lý do vì sao hắn săn lùng những người phụ nữ có con. Tại nhà tù, FBI đã phát hiện ra bức thư Tooth Fairy gửi Hannibal. Nội dung cho thấy sự ngưỡng mộ hắn dành cho ông ta, cùng mong muốn Hannibal sẽ sử dụng các bài đăng trên báo để phản hồi mình. Nhờ sự giúp đỡ của các tòa soạn, FBI đã tìm được đoạn mã mà Hannibal gửi cho Tooth Fairy. Sếp của Will muốn chặn đoạn mã đó lại, nhưng Will thì cho rằng nên để nó được chuyển đi, vì đó là cách duy nhất khiến Tooth Fairy lộ mặt. Nhưng Will không ngờ rằng đoạn mã đó lại chính là địa chỉ nhà của anh. Hannibal muốn mượn tay Tooth Fairy để trả lại mối thù năm xưa. Nhận được tin, FBI lập tức điều động trực thăng đưa vợ con của Will đến nơi an toàn. Sự nguy hiểm của Hannibal khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Dù bị nhốt trong tù dưới sự giám sát 24/24, nhưng suýt tí nữa, ông ta đã có thể biến Will thành không gia đình. Will sau đó còn mắc thêm một sai lầm khác. Anh mượn một tay nhà báo, cung cấp thông tin sai lệch cho anh ta, để anh ta đang tin rằng Hannibal ghê tởm Tooth Fairy. Will nghĩ điều đó sẽ khiến Tooth Fairy phát điên và lộ mặt. Nhưng trái lại, Tooth Fairy đã bắt cóc tay nhà báo để tra khảo. Sau khi biết sự thật, hắn đã thiêu chết anh ta rồi gửi đến cho Will như một lời cảnh báo. Trong sự thất vọng tràn trề về bản thân, Will quyết định đến gặp Hannibal lần nữa. Với mong muốn có thể nhanh chóng kết thúc vụ án, anh cho Hannibal một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Ông sẽ được phục hồi giá sách, được truy cập Internet một tiếng một tuần và có một bữa ăn tối thịnh soạn. Hannibal đồng ý chốt đơn và gợi ý cho Will rằng đáp án nằm trong cuộn băng quay cảnh sinh hoạt của gia đình Leeds. Sau khi xem đi xem lại cuộn băng, Will nhận ra những vật dụng mà anh cho là Tooth Fairy đã đem theo một cách vụng về khi gây án đều có tác dụng trong việc đột nhập vào nhà nạn nhân. Có nghĩa là Tooth Fairy phải quen thuộc đến từng ngõ ngách trong căn nhà thì mới có thể chuẩn bị trước những dụng cụ đó. Will nghi ngờ hung thủ có thể là người đã làm ra cuộn băng. Anh liền gọi điện thoại kiểm tra và biết rằng nhà Jacoby cũng có một cuộn băng tương tự. Đến lúc này, danh tính tên hung thủ đã được xác định. Hắn là Francis Dolaride, một nhân viên quản lý kỹ thuật tại tiệm băng đĩa. Thấy Will cùng FBI xuất hiện ở chỗ làm, Tooth Fairy tức tốc chạy đến nhà bạn gái để bỏ trốn. Nhưng bạn gái hắn lúc này lại đang ở bên một người đàn ông khác. Ngay lập tức, Tooth Fairy rút súng bắn chết gã đó và tới sang khắp nơi để có thể được chết cùng người mình yêu. Khi Will và FBI tới, căn nhà đã nổ tung. Người tình của Tooth Fairy may mắn chạy thoát khỏi đống lửa. Cô khai rằng hắn đã tự sát. Trong đống đổ nát của vụ cháy, FBI tìm được một cái xác đã cháy đen. Vụ án dường như đã kết thúc. Will sau đó đọc được cuốn nhật ký Red Dragon của Tooth Fairy. Anh nhận ra hắn không phải sinh ra đã là quái vật, mà do bị bà bạo hành từ bé mới trở nên như vậy. Kết thúc vụ án, gia đình Will đã trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng tối nọ, Will cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành khi cậu con trai đi lấy đồ ăn mãi không quay lại. Anh vào nhà tìm con và phát hiện những tấm gương trong phòng đã vỡ, giống như hiện trường mỗi khi Tooth Fairy gây án. Cảnh sát sau đó cũng gọi và báo rằng cái xác được tìm thấy hôm nọ không phải là Tooth Fairy mà là của gã đàn ông tội nghiệp bị hắn bắn chết. Biết tên sát nhân đang ở đây, Will nhanh chóng rút súng đi kiểm tra xung quanh. Anh mở cửa phòng và nhìn thấy Tooth Fairy đang kề mảnh kính vỡ lên cổ con trai mình. Will nhanh trí chửi rủa cậu bé như cách bà của Tooth Fairy bạo hành hắn khi xưa. Ngay lập tức, hắn nổi cơn điên, buông cậu bé và lao thẳng về phía anh. Trong cuộc ẩu đả, cả hai đều đã bị thương rất nặng. Vợ của Will là người nổ phát súng cuối cùng để kết liễu tên sát nhân. Tại nhà tù, khi đang viết thư cho Will, Hannibal đã được Clarice Starling, một tập sự FBI ghé thăm. Cô được sếp của mình, Jack Crawford, giao cho nhiệm vụ thẩm vấn Hannibal để điều tra về tiểu sử các vấn đề tâm thần của ông. Điều này sẽ giúp FBI có thêm hướng giải quyết cho các vụ án giết người hàng loạt. FBI đang mắc kẹt trong vụ án Buffalo Bill, một tên sát nhân đã giết hàng loạt cô gái trẻ, sau đó lột da và vứt xác họ. Mục đích cuối cùng của Crawford là muốn Clarice điều tra xem Hannibal có biết gì về kẻ được gọi là Buffalo Bill kia không. Đến nhà tù, Clarice đã bị Hannibal hù cho chết khiếp. Ông ta trêu đùa với tâm trí cô. Và chỉ sau ít giây quan sát, đã dễ dàng nhận biết được xuất thân, hoàn cảnh cùng những mong muốn ẩn sâu của Clarice. Tuy nhiên, Hannibal cũng bị thu hút bởi sự dũng cảm một cách ngây ngô của cô. Sau khi đuổi Clarice đi, Hannibal đã chứng kiến một tên biến thái tại nhà tù xuất tinh vào mặt cô. Điều này khiến ông ta kinh tởm và cảm thấy có lỗi, bởi Hannibal cho rằng bất lịch sự với phụ nữ là một điều tệ hại. Ông ta đền bù Clarice bằng cách bảo cô đi tìm một bệnh nhân cũ của mình là Moffat. Đó sẽ là chìa khóa giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp. Ít ngày sau, khi đang tìm kiếm thông tin về Moffat, Clarice nhận được cuộc gọi từ đặc vụ Crawford,
Ông báo cho cô biết tên biến thái kia đã chết do cắn lưỡi, và lính cần vụ đã thấy Hannibal thì thầm với hắn suốt cả buổi chiều. Clarice cũng được Crawford thúc đẩy việc truy tìm tung tích của Moffat. Dựa vào thông tin đã thu thập, cô lần lượt đến một cái kho ở Baltimore và phát hiện đầu một người đàn ông bị cắt lìa ở đó. Clarice trở về tra hỏi Hannibal. Ông cho biết cái đầu đó chính là của Moffat. Hannibal cũng ẩn ý rằng kẻ cắt đầu của Moffat và Buffalo Bill là một. Ông có lý lịch tâm thần của hắn, nhưng Clarice và sếp của mình cần phải kiên nhẫn. Trong lúc đó, Buffalo Bill vẫn đang tiếp diễn tội ác của mình. Hắn bắt cóc một cô gái khác, bỏ đói, giết chết, sau đó lột da và quăng xác xuống sông. Clarice và Crawford đã xác định được những đặc điểm cơ bản của Buffalo Bill, như hắn người da trắng, có nhà mặt đất, là người có thể lực tốt và đang ở tuổi trung niên. Clarice chất vấn sếp của mình. Từ đầu ông đã muốn cô đi moi thông tin của Buffalo Bill từ Hannibal, nhưng tại sao lại giấu cô? Crawford cho hay, ông biết Hannibal nguy hiểm đến mức nào. Nếu phải Clarice đến với đầy đủ thông tin hiện tại, hắn sẽ biết và chỉ chơi đùa với cô. Khi khám nghiệm nạn nhân, Clarice tìm thấy một kén bướm trong họng cái xác. Đây rõ ràng là của hung thủ cho vào. Clarice đem con kén đi phân tích và biết được đây là một loài bướm đêm đến từ châu Á. Chắc chắn phải có kẻ nào đó đã nhập chúng về nuôi. Ngày hôm sau, truyền hình đưa tin Buffalo Bill đã bắt cóc con gái của bà thượng nghị sĩ. Điều này đã làm rúng động cả nước Mỹ. Ngay lập tức, Clarice đến gặp Hannibal với mong muốn có thể đẩy nhanh tiến độ phá án. Cô nói dối rằng nếu Hannibal giúp cô bắt được Buffalo Bill, ông ta sẽ được chuyển đến một nhà tù tươm tất hơn, gần biển, có thể bơi và đọc sách hàng ngày. Nhưng Hannibal chỉ muốn trao đổi thông tin với Clarice. Ông ta sẽ cho cô một vài gợi ý về Buffalo Bill. Ngược lại, Clarice phải kể cho ông nghe về quá khứ của cô. Cuộc trao đổi bắt đầu. Hannibal nói rằng con kén trong miệng nạn nhân mang biểu tượng của sự biến hóa. Buffalo Bill ghét thân xác của mình. Hắn mong muốn biến thành nữ, nhưng bản chất giới tính thật sự của hắn vẫn là nam. Hắn trở nên như vậy là do bị lạm dụng một cách hệ thống từ bé. Clarice có thể tìm được những thông tin của hắn từ ba trung tâm giải phẫu giới tính lớn nhất của nước Mỹ. Có lẽ hắn đã nộp đơn xin chuyển giới ở đó và rồi bị từ chối. Ở phía ngược lại, Clarice cho Hannibal biết về tuổi thơ khó khăn của mình. Cô mồ côi cha mẹ từ bé, sau đó được chuyển tới sống tại trang trại cừu cùng dì dượng. Nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Hannibal và Clarice, giám đốc nhà tù tâm thần là Dr. Chilton đã cho xích Hannibal vào cây xà lim. Hắn ép ông ta khai ra tung tích Buffalo Bill nhằm lập công với bà thượng nghị sĩ. Dr. Chilton cũng cho Hannibal biết những quyền lợi mà Clarice hướng cho ông đều là dối trá. Và nếu hợp tác, ông ta sẽ được chuyển tới một nhà tù khang trang hơn ở Tennessee. Hannibal đưa ra yêu sách rằng ông chỉ muốn nói trực tiếp với bà thượng nghị sĩ ở Tennessee. Dr. Chilton chấp nhận điều kiện và sắp xếp một cuộc gặp giữa hai người. Đây là kế hoạch được Hannibal dựng lên từ trước nhằm mục đích vượt ngục. Khi đến được sân bay Memphis ở Tennessee, Hannibal đã khai ra toàn bộ thông tin của Buffalo Bill, chỉ thay mũi tên thật của hắn. 10, strongly built, about 180 pounds, hair blonde, eyes pale blue. Trong thời gian ở Tennessee, Clarice đến gặp Hannibal để tiếp tục cuộc trao đổi thông tin lần trước. Cô kể cho ông ta nghe lý do mình phải rời bỏ trang trại cừu. Ấy là vì đêm nọ, khi đang ngủ, Clarice đã nghe thấy những tiếng kêu la như của con nít. Đó là tiếng hét của những con cừu khi sắp bị đưa đi mổ. Clarice muốn giải cứu chúng, cô mở cửa ra nhưng chúng không chịu chạy đi. Hết cách, cô bế một con rồi bỏ trốn. Nhưng cảnh sát đã đuổi kịp. Con cừu kia vẫn bị mổ thịt, còn Clarice thì bị chủ trang trại đưa vào trại trẻ mồ côi. Hannibal ngay lập tức biết được rằng Clarice hay giật mình tỉnh giấc trong đêm là do nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những con cừu. Đây là biểu hiện của một dạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Ông cũng cho rằng Clarice cố gắng đến vậy để cứu con bà thượng nghị sĩ là vì điều đó sẽ giúp cô an lòng hơn. Nếu thành công, cô tin mình sẽ không phải nghe tiếng kêu của những con cừu vào giữa đêm nữa. Hannibal sau đó đã gợi ý thêm cho Clarice về vụ án, rằng Buffalo Bill thèm khát những thứ mà hắn nhìn thấy mỗi ngày. Nhờ cây bút đánh cắp được của Dr. Chilton, Hannibal đã bẻ khóa được còng tay. Có hai vị cảnh sát ở đó, ông cắn nát mặt một người và dùng gậy baton đánh chết người còn lại. Khi đội viện trợ xông vào, họ chỉ thấy cái xác của một cảnh sát bị treo lên với tạo hình con bướm. Người còn lại vẫn còn sống, và Hannibal thì đã biến mất. Họ lập tức đưa vị cảnh sát kia đi cấp cứu. Nhóm còn lại tiếp tục truy tìm Hannibal vì biết rằng ông ta không thể thoát khỏi nhiều tuyến canh giữ đến vậy. Cảnh sát sau đó đã nhìn thấy Hannibal trên nóc thang máy, họ xả súng kiểm tra, nhưng hắn vẫn nằm bất động. Đến lúc này, phía cảnh sát mới nhận ra Hannibal trên nóc thang máy kia chính là vị cảnh sát bị cắn nát mặt. Còn người họ đưa ra cấp cứu mới chính là Hannibal thật. Cứ như thế, con quái vật Hannibal Lecter đã thoát được ra ngoài xã hội. Sau khi phân tích những gợi ý của Hannibal, Clarice hiểu ra Buffalo Bill chắc chắn phải là người thân cận với những nạn nhân của hắn. Cô tìm đến nhà, nơi một người quen cũ của nạn nhân sinh sống. Mở cửa cho Clarice là Buffalo Bill, nhưng lúc này cô vẫn chưa nhận ra. Phải tới khi nhìn thấy một con bướm đêm bay ngang qua, Clarice mới lập tức rút súng. Nhưng Buffalo Bill đã kịp lẻn đi mất.
Sau một hồi giằng co, cô bắn hạ được tên sát nhân. Clarice lập được công lớn khi vừa phá được vụ án khiến FBI đau đầu, vừa giải cứu thành công con của một trong những nhân vật quan trọng nhất nước Mỹ. Nhờ đó mà cô đã chính thức trở thành một đặc vụ của FBI. Trong buổi lễ tuyên dương, Hannibal gọi điện cho Clarice chỉ để hỏi rằng bầy cừu đã im lặng chưa? Và rồi ông ta cúp máy, phóng tầm nhìn đến kẻ đầu tiên mà ông muốn báo thù, Dr. Chilton. 10 năm trôi qua, không còn ai biết được thêm tin tức gì của Hannibal Lecter. Clarice Starling giờ đây đã là một đặc vụ FBI xuất sắc. Cô đang chỉ huy một lực lượng truy bắt nhóm tội phạm ma túy, mà đứng đầu là người phụ nữ tên Evalda Drumgo. À ta mang theo một đứa bé để phía cảnh sát không dám nổ súng. Trong tình thế nguy cấp, Starling buộc phải bắn chết Evalda Drumgo để tự vệ. Nhưng không may, đoạn phim ghi lại cảnh cô tấn công một người phụ nữ đang ôm trẻ con đã bị phát tán. Truyền hình Mỹ đưa tin về vụ nổ súng này, họ cho rằng Clarice là một đặc vụ ưa thích bạo lực. Bản thân Clarice cũng đứng trước nguy cơ phải hầu tòa do để xảy ra quá nhiều thương vong trong cuộc vây bắt vừa qua. Trước tình thế nguy cấp, Clarice nhận được sự giúp đỡ của Mason Verger, một gã giàu có và cũng là người duy nhất có thể sống sót sau khi bị Hannibal tấn công. Verger muốn cô giúp hắn bắt Hannibal để trả thù. Clarice không mấy thích thú với việc này, nhưng phía FBI thì cho rằng cô không có quyền từ chối, bởi đây là cách duy nhất giúp Clarice khôi phục hình ảnh của mình. Clarice đến gặp Verger tại lâu đài của hắn. Đó là một gã dị dạng với khuôn mặt gớm ghiếc. Hắn kể cho cô nghe về cách Hannibal đã phá hủy cuộc đời mình. Verger từng là bệnh nhân của Hannibal. Ngày nọ, hắn gọi Hannibal đến và muốn ông ta chơi những trò tình dục bị hoạn với mình. Đương nhiên, Hannibal coi đây là một sự sỉ nhục. Bằng khả năng thao túng tâm lý, ông ta đã khiến Verger tự lột da mặt của bản thân cho chó ăn. Vậy nên giờ đây, Verger hận Hannibal đến tận xương tủy. Tuy nhiên, Clarice không muốn bắt Hannibal để giao cho Verger. Cô chỉ làm điều đó để thực thi công lý. Những ngày sau, khi đang điều tra về Hannibal, Clarice bất ngờ nhận được một bức thư của ông. Trong thư, Hannibal hỏi Clarice cảm thấy thế nào khi cô bị chính sự nghiệp mà mình quyết tâm theo đuổi trả đạp. Hannibal cũng biết Clarice đã quay lại vụ án truy bắt ông, khi ông thấy tên mình trong danh sách top 10 tội phạm nguy hiểm nhất của FBI. Bức thư phát ra một mùi hương đặc biệt, chính Hannibal đã cho nó vào để thể hiện sự trân trọng đối với Clarice. FBI tiến hành phân tích mùi hương đó và biết được hương liệu này chỉ có ở một vài nơi trên thế giới. Họ liền yêu cầu những cửa hàng có sản xuất mùi hương này cung cấp hình ảnh khách ra vào. Tại thành phố Florence ở Ý, Hannibal đang sống với cái tên Dr. Fell. Ông làm thủ thư cho một thư viện, cũng là người thực hiện các buổi diễn thuyết về nghệ thuật tại đây. Tuy nhiên, người thủ thư trước đó đã mất tích, nên Hannibal thường xuyên phải có những cuộc gặp với thanh tra Patsy. Vị thanh tra này đã dành sự chú ý đặc biệt cho Hannibal bởi anh cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ ở ông ta. Khi văn phòng cảnh sát Florence gửi cuốn băng nơi bán nước hoa cho FBI, thanh tra Patsy cũng có mặt và bắt gặp được hình ảnh Dr. Fell trong cuộn băng. Điều đó khiến anh càng thêm tò mò về tên thủ thư này. Trong quá trình theo dõi Dr. Fell, Patsy phát hiện ông ta luôn cẩn thận không hề để lại dấu vân tay bất cứ nơi nào mình đi qua. Sự tò mò tiếp tục dẫn Patsy đến trang web của FBI. Tại đây, anh biết được Dr. Fell chính là tên sát nhân ăn thịt người Hannibal Lecter, và quan trọng hơn là đã có người treo giá 3 triệu đô cho ai bắt được hắn. Nhưng trước tiên, Patsy cần phải lấy được vân tay của Hannibal để nhận trước 100.000 đô tiền cọc. Anh liền đến thư viện gặp Hannibal, mượn cớ cần ông chuyển giúp đồ của người thủ thư cũ đi để lấy được dấu vân tay này. Biết được âm mưu của Patsy, Hannibal cảnh báo vị thanh tra bằng cách nhắc cho anh ta nhớ rằng tổ tiên của anh ta đã từng bị treo cổ. Sau đó, ông ta đã đeo găng tay để giúp Patsy chuyển đồ. Không thành công trong lần đầu tiên, Patsy bèn nghĩ ra một cách khác. Anh bắt một tên ăn cắp vặt trên phố, ép hắn móc túi Hannibal, nhưng phải cho ông bắt được để thu dấu vân tay. Tên ăn cắp đã thành công trong việc để Hannibal chạm vào người, nhưng cái chạm đó lại là một nhát dao găm thẳng vào bụng dưới. Hannibal bắt Patsy phải chọn giữa việc cứu tên ăn cắp hoặc thu thập vân tay của ông, và Patsy đã bỏ mặc tên kia chết trên đường. Patsy sau đó đã chuyển dấu vân tay cho người muốn bắt Hannibal, chính là Mason Verger. Anh nhận được 100.000 đô tiền cọc đúng như thỏa thuận, cùng lời hứa rằng số còn lại sẽ được chuyển tới khi Hannibal đã bị bắt. Patsy cũng xin tham gia vào phi vụ này vì muốn chắc chắn nhận được toàn bộ số tiền kia. Trong lúc đó, khi kiểm tra thông tin trên trang web FBI, Clarice thấy được một thanh tra ở Ý đã xem hồ sơ của Hannibal. Ngay lập tức, cô mở cuộn băng mà sở cảnh sát Florence gửi đến và phát hiện Hannibal đang ở đó. Clarice liền điện cho thanh tra Patsy. Cô cảnh báo rằng việc Patsy cố bắt Hannibal để lấy tiền thưởng là hết sức ngu ngốc và anh có thể trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nhưng 3 triệu đô đã làm Patsy mở mắt. Anh cùng người của Verger đi đến nơi Hannibal đang diễn thuyết để bắt ông ta. Hannibal dường như cũng đã chuẩn bị trước cho chuyện này. Sau khi khán giả tại hội trường rời đi, ông ta đánh thuốc mê Patsy, moi ruột rồi treo cổ anh lên như tổ tiên của anh ngày xưa. Màn trình diễn của Hannibal đã được chiếu trên sóng truyền hình, và Clarice không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến những gì đang diễn ra. Mason Verger biết được Clarice có ý nghĩa quan trọng đối với Hannibal,
Vậy nên, hắn đã bày mưu hãm hại cô nhằm dụ Hannibal ra mặt. Verger chi 500.000 đô cho Paul Crandler, một nhân viên của sở tư pháp để hắn hủy hoại sự nghiệp của Clarice. Paul Crandler liền vu oan Clarice bằng cách chỉnh sửa bằng chứng và báo cáo của cô trong cuộc truy bắt Hannibal. Điều đó đã khiến Clarice bị đình chỉ công tác tại FBI, cũng như trở thành tâm điểm công kích của giới truyền thông. Khi nhận được thông tin Hannibal đã trở về Mỹ, ông ta đến cửa hàng mua một số đồ làm bếp, sau đó đánh cắp các dụng cụ phẫu thuật tại bệnh viện. Hannibal đóng gói tất cả rồi đem tới cất tại căn nhà ven hồ của Paul Crandler. Tiếp theo, ông ta để lại một khẩu súng tại nhà Clarice, cùng thiết bị để cô có thể liên lạc với ông. Sau khi Clarice tỉnh dậy, Hannibal đã gọi để hướng dẫn cô đi đến một khu giải trí. Trong lúc đó, người của Verger cũng đã bám theo. Chúng trích điện rồi bắt Hannibal lên xe ngay trước mặt Clarice. Cô cố gắng đuổi theo và tìm tới được trang trại của Verger. Tại trang trại, Verger đã chuẩn bị những màn tra tấn kinh khủng nhất dành cho Hannibal. Hắn huấn luyện những con lợn lòi để chúng tấn công và ăn thịt bất cứ ai phát ra tiếng la. Tuy nhiên, Clarice đã đến kịp thời. Cô bắn hạ hai tên thuộc hạ của Verger tại chuồng, nhưng cũng bị trúng đạn ở vai. Lũ lợn lòi bị bỏ đói lâu ngày nghe được tiếng kêu la thảm thiết của đám người bị trúng đạn, liền bung ra khỏi lồng. Chúng tấn công những kẻ đang la hét dưới đất, còn Clarice thì được an toàn trên tay của Hannibal. Verger lệnh cho tên thuộc hạ còn lại lấy súng bắn chết Hannibal và Clarice, nhưng tên đó đã quá hoảng sợ và không muốn dính dáng tới chuyện này. Nắm được thời cơ, Hannibal đề xuất rằng anh ta có thể đẩy Verger xuống chuồng lợn rồi đổ tội cho ông. Khi đó anh sẽ được giải thoát khỏi tên quái dị kia. Ngay lập tức, Verger bị hất văng xuống chuồng để những con lợn tiếp tục làm việc của nó. Hannibal sau đó đã đưa Clarice trở về căn nhà bên hồ của Paul Crandler. Khi tỉnh dậy, cô đi xuống phòng bếp và nhìn thấy cả hai đã ở đó từ trước. Với số đồ bếp và dụng cụ phẫu thuật được chuẩn bị sẵn, Hannibal trình diễn cho Clarice xem một màn nấu ăn khiến cô hết sức kinh hãi. Ông ta cắt một phần não của Paul Crandler ra rồi chiên lên, trong khi hắn vẫn đang cười nói. Hannibal sau đó còn cho Paul Crandler ăn não của chính mình, khiến Clarice xem mà nôn thốc nôn tháo. Xong buổi biểu diễn, ông ta nhanh chóng thu dọn rút lui vì biết Clarice đã gọi cảnh sát. Trước khi đi, Hannibal hôn tạm biệt Clarice. Nhanh như chớp, cô còng tay hai người vào nhau nhằm giữ ông ta lại. Nhưng Hannibal đâu dễ dàng để bản thân mất tự do lần nữa. Ông ta dùng dao chặt đi cánh tay bị còng của mình một cách không thương tiếc rồi bỏ đi. Ở khoảnh khắc cuối cùng, ta thấy Hannibal đang ở trên một chiếc máy bay trong tình trạng đã cụt một tay. Ông ta mở hộp thức ăn của mình ra, bên trong là một phần não của Paul Crandler. Và đó là toàn bộ hành trình của bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter, một trong những phản diện thú vị nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. Hannibal đem lại cho người xem cảm giác tò mò và hứng thú, thay vì sự căng thẳng và ngột ngạt đơn điệu của các phim kinh dị. Thậm chí, phần phim The Silence of the Lambs còn nắm luôn cú Big Five Oscar, một thành tích vô tiền khoáng hậu mà khó có phim cùng thể loại nào có thể đạt được. Các bạn nghĩ gì về nhân vật này? Ngưỡng mộ cùng cách lịch lãm hay ghê tởm trước những tội ác mà ông ta gây ra? Và các bạn có muốn chúng mình làm thêm các video về phim với chủ đề tâm lý, kinh dị thế này không? Hãy để lại cảm nghĩ ở phía bên dưới để chúng mình cùng biết nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.